Được con, cả vận là thay đổi cuộc đời mình, còn lấy phép là để hỗ trợ cho mình nha con. Cặp đèn cày này là 300, con đang làm công việc gì mà còn cô tư vấn gì cho con sinh năm nhiêu? Chúc nha con ơi. Lấy một cái tờ giấy trắng ghi họ tên và tháng năm sinh của con, ghi vô và bỏ vô cái hộp thuốc này nha. Hello tất cả mọi người. Hello. Đang trong phòng thủy không? Ừ. Có nằm trong nước phòng thủy không? Cảm ơn tất cả mọi người nè. Của con Tú sao xe với lại bên Hồ Xuân nó chưa xóa nó gì trời. Cái này bị gì vậy? Mai. Mấy chị ơi chia sẻ like đi, khi mà đặt hàng em sẽ tặng cho mấy chị một cái vòng trúng số 550 nha mấy chị ơi. Con không giống cô sao cô giống con được con? Chị đang chuẩn bị đi cung đảo nè em. Đang chuẩn bị ra cung đảo nè. Về hả? Mấy chị ơi chia sẻ like ra đi, khi mà đặt hàng sẽ tặng cho mấy chị một cái dòng trúng số nha mấy chị ơi. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Rồi gì trúng số này còn không? Dạ còn 10 chai. Cái này là dầu vàng trúng số nha. Nói chuyện cho chồng nghe nè, giúp cho mình kéo tiền, kéo tài, giúp cho mình trúng số may mắn. Thì cái dầu này giá là 150.000. Nhưng mà còn rất là ít, còn tầm 10 chai thôi. Nè mai nói đi mày. Mày lục. Dạ dầu trúng số này là 150 một chai nha mấy chị ơi. Nhưng mà chỉ còn có 10 chai thôi nha mấy chị. Một chai dầu trúng số này là 150 nha, chị nào đặt cứ để lại số điện thoại cho em nha. 150 một chai nha mấy chị ơi, còn đúng 10 chai mấy chị nào đặt cứ để lại số điện thoại nha. Dầu này là giúp cho mình trúng số nha mấy chị. Chị một ngày mình mua giấy số đó, mình thay cái chai dầu này vô tay của mình, xong mình mua một tờ giấy số đó, em bảo đảm với mấy chị trong vòng 7 ngày thôi là mấy chị sẽ trúng số nha.
một chai dầu trúng số như vậy là chỉ có 150 thôi nha mấy chị, nhưng mà còn đúng 10 chai em ưu tiên cho 10 người nào đang giống như là chưa có lọc trúng số đó vô thỉnh chai dầu này về. Để lại số điện thoại là nhân viên bên em chốt đơn cho mấy chị nha, chỉ có 150.000 một chai thôi. Nhưng mà mình thỉnh về là mình sẽ trúng số nha. Nhanh tay lên comment lại số điện thoại cho em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like ra em sẽ tặng cho một cái dầu trúng số 550 nha mấy chị. Comment lại số điện thoại thỉnh chai dầu trúng số này về. Em nói thiệt với mấy chị là trong vòng 7 ngày thôi là sẽ trúng số nha. Dầu này gọi là dầu vàng trúng số, kêu gọi số. Nó dành cho những người mà mình chưa bao giờ được trúng độc đắc nha. Thì cái dầu này nó giúp cho mình trúng độc đắc. Nhưng mà tại vì do số lượng có hạn thì Hương chỉ có được là có 10 chai thôi. Thì dành cho những ai mà muốn trúng, mấy mày nói cái đi, mày gọi mày trúng cái mày. Dạ, một chai dầu trúng số này mấy chị nào đặt thì cứ để lại số điện thoại nha. Vì em không có hàng nhiều, em còn 10 chai thôi. Chị nào chưa có lọc trúng số đâu mà đang uống trúng số, đang muốn mà trúng số để có tiền trả nợ trả nần, thì mình thỉnh chai dầu trúng số này về để mà độ trợ cho mình. Mua giấy số tới đâu là mình trúng tới đó nha mấy chị. 150.000 là giá chờ thỉnh trên live này nha. 150.000 thôi, nhưng mà mấy chị được trúng số độc đắc như là cô Hương đăng trên Facebook đó mấy chị thấy không? Có một cái chị kia mua một cái combo như vậy nè là sẽ trúng số. Mà dầu trúng số này em còn đúng 10 combo nha. Em ưu tiên cho 10 người, để lại số điện thoại trên live là em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. Cứ để lại số điện thoại trên live là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn. Ủa, cho mấy chị liền nha. Nhanh tay lên thỉnh về để mà độ trợ cho mình nha mấy chị ơi. Dầu trúng số chẳng này á, thỉnh về nha. Trong vòng 7 ngày sử dụng mà không trúng số á, cứ kiếm phù hương nha mấy chị. Số lượng có hàng không có hàng nhiều đâu mấy chị ơi. Hồi nãy là combo trúng số nhưng mà không có còn hàng, bây giờ còn đúng 10 chai vậy nè. Còn 10 chai ưu tiên cho 10 người nha mấy chị. Cứ comment lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Nhớ khi mà nhận mày hàng mạnh này. Miệng quá mà không biết có còn kìa, mày mạnh miệng ghê. Dạ còn 10 chai mấy chị, em ưu tiên cho 10 người thôi. Chứ comment nhiều quá là không có chốt được đâu nha mấy chị ơi. Không có còn đâu. Hết rồi. Còn 10 chai nha, comment lại số điện thoại đi nha mấy chị ơi. Cứ comment đi mấy chị, còn hay hết thì có gì em điện báo mấy chị không sao hết á. Nói chung còn tầm 5 chai mà nhỏ này lì ghê, kêu hết rồi cứ lại hoài. Mấy chị cứ comment là số điện thoại đi, nhanh tay lên để mà mình được trúng số nha. Trong cuộc đời chưa bao giờ biết trúng số đúng không? Bây giờ mình thỉnh chai dầu này về để mà mình dùng đi, là tự nhiên nó trúng số, là tự nhiên mình thấy là tự nhiên mình có được cái tờ giấy số mà mình trúng là mình thấy vui lắm nha mấy chị. Vừa có tiền mà có mặt nó thật. Cái gì vậy trời? Comment lại số điện thoại nha mấy chị ơi. Còn đúng dầu này là ước nguyện, cái gì cũng thành luôn á, hai điều không còn hàng đâu mấy chị. Cứ comment lại số điện thoại là sẽ được chốt đơn nha. Vì một chai như vậy nè mấy chị sử dụng lâu lắm, có 150.000 thôi là giá chờ thỉnh trên live này, em không có còn hàng nhiều nữa. Tại vì dầu trúng số này là huyền thoại, bên em cháy hàng luôn rồi, khách lại lấy ào hết rồi hàng rồi mấy chị ơi. Một chai là 150.000 là giá đang giảm trên live stream, còn tắt live thì về là giá cũ là 1.500.000. Nhưng mà hàng này là đứt hàng rồi, còn có 10 chai thôi. Nó có câu chú nha, câu chú là Y Thá Cá Ma Ba Sụ Ù Sa. Mỗi lần mà mình xài á thì mình đọc cái câu chú này trong vòng 3 ngày là giấy số sẽ trúng nha. Nhưng mà Hương nói trước, cái dầu này thì dành cho những người nào trúng một tờ giấy số thôi chứ không trúng được nhiều nha. Tại vì do cái dầu này nó rất là hiếm, nhưng mà Hương còn có 10 chai thôi thì chọn ra được 10 người đó. Một chai như vậy là 150.000 nha mấy chị. Một chai nè, 150.000 mà độ trợ cho mình trúng độc đắc nè. Không trúng độc đắc thì nói chung là cũng trúng được mấy chục triệu nha mấy chị ơi. Nói chung là tùy theo cái tâm của mình thôi. Mình thỉnh về, mình khấn thành tâm lên Ý Thá Cá Ma Ba Sụ Ù Sa là bảo đảm là sẽ trúng nha. Trong vòng 7 ngày thôi là sẽ trúng nha mấy chị. Chỉ có 150.000 một chai. Cứ comment lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị. Khi mà mấy chị chia sẻ like này ra, em sẽ tặng cho mấy chị một cái dòng trúng số 550. Nếu như mà mấy chị có đặt bên đơn hàng bên em nha. 150.000 cứ comment lại nhanh tay lên. Dầu vàng này cũng nói cho chồng nghe luôn. Cứ comment lại số điện thoại nha. Dầu vàng này nè, mình xức lên người của mình, ăn nói là chồng nó sẽ nghe xoái cổ luôn nha mấy chị ơi. Có 150.000 thôi mà ăn nói tới đâu là chồng yêu thương tới đó luôn. Nói chung là dầu vàng này độ trợ về mọi thứ. Độ trợ cho mình có khách, có đơn hàng. Độ trợ đặc biệt là trúng số nha mấy chị. Nhưng mà mấy chị nào mà nói chồng không nghe, mình thỉnh chai dầu này về mình thoa lên cổ. Thoa lên, sáng thoa chiều thôi là tự nhiên chồng mình nó nghe lời mình này nha mấy chị. Mà có 150.000 một chai thôi, nhưng mà là linh thiêng cực kỳ, sử dụng trong vòng 7 ngày thôi. Ước cái gì là được cái đó nha mấy chị ơi. Dầu này đặc biệt là giống như là mấy chị ước cái gì cũng được hết. Ước trúng số, ước chồng nghe lời, hay là ước có khách hàng vẫn được luôn nha. Cái dầu này là một cái lời dầu gọi là giật bất ly thân của Hương luôn á. Mua 2 tờ trúng nha chị ơi. Nhưng mà mình phải khấn thành tâm lên. Trong vòng 7 ngày mấy chị sử dụng là đã có hiệu nghiệm rồi nha. Chỉ có 150.000 một chai thôi. Em nói thiệt chứ mấy chị là linh thiêng cực kỳ.
mấy chị ơi, mấy chị dùng phép bên cô, mấy chị cũng biết hiệu nghiệm ra sao mà đúng không? 150.000 một chai, còn 10 chai ưu tiên cho 10 người. 10 chị nào mà đang khó khăn, đang nợ nần, bị giang hồ dí, bị xã hội đen như là kiếm đó, mình thỉnh dây dầu này về để độ trợ cho mình, về tất cả độ trợ cho mình may mắn, tiền tài, tài lộc nha mấy chị. 150.000 một chai, mấy chị ơi, số lượng có hạn, nhanh tay lên comment lại số điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn cho mấy chị nha. Phí ship đồng giá bên em là 50.000 nha mấy chị ơi. Nói chung là những ai khổ sở quá, những người mà không có tiền, những người mà làm ăn không được, những người thất thoát trong cuộc sống, những người mà nợ nần đồ xã hội đen dí ngập đầu ngập cổ mà không có lối thoát thì mọi người nên thỉnh cái dầu này. Tại vì nó sẽ giúp cho mọi người giải vay được cũng như là trả được cái nợ, tại vì nó có thể giúp cho mình trúng từ 2 tỷ số độc lập trở lại. Không trúng nhiều nha, trúng từ 2 tờ trở lại thôi. Cứ comment lại đi mấy chị, vì em có còn 10 chai, không có còn hàng nhiều đâu. Tại vì á, khách bên em qua lấy cái chai này là cháy hàng luôn rồi. Hôm nay thầy về được đúng 10 chai. Nhưng mà hồi em sợ cô hôn dành với mấy chị, còn có 5 chai thôi. Comment lại số điện thoại nha mấy chị ơi. Dầu này á, là ước cái gì cũng được, ước chồng nghe, ước bán đơn đông khách vẫn được luôn. Thì mình đi kiếm tiền để mà mình thỉnh chai dầu này về để độ trợ cho mình nha chị Hoa Ngô. Chai dầu này là linh thiêng cực kỳ, mấy chị sử dụng phép bên em mấy chị cũng thấy hiệu nghiệm ra sao. Mà chỉ có 150.000 một chai thôi, nhưng mà là linh thiêng cực kỳ, 150.000 một chai nha. Mấy chị cứ comment lại số điện thoại đi để nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Số lượng có hàng, em không có hàng nhiều. Comment lại số điện thoại là sẽ được chốt đơn. Không còn hàng nhiều đâu mấy chị ơi, nhanh tay lên, mình chưa đợi nào trúng số. Thì bây giờ mình muốn trúng số thì bây giờ mình thỉnh chai dầu về này về sức lên cổ trong vòng 7 ngày thôi là đã có hiệu nghiệm nha mấy chị. Hoang ngô bởi vì mình không có tiền cho nên mình cần càng phải thỉnh đó em. Chứ mấy người có tiền người ta đâu có thỉnh đâu. Tóc thơm. Cái gì vậy trời. Comment lại số điện thoại nha mấy chị ơi. Dầu vàng này nè mấy chị nhớ lắc lên trước khi dùng nha mấy chị. Một chai như vậy là 150.000 nha, nhưng mà xuất được nhiều lần lắm mấy chị ơi. Trời ơi, đạn quậy mấy chị trúng được mấy tờ giấy số luôn đó, mà một chai có 150.000 à. Người ta lùi nhiều chứ đâu ai lùi mấy chị 150.000 đâu mấy chị. Nhanh tay lên sử dụng trong vòng 7 ngày không có hiệu nghiệm á. Bên em á nói thiệt là qua kiếm cô hương nha. Cam kết với mấy chị luôn, sử dụng trong vòng 7 ngày là nói thiệt là tiền tài tài lộc, mua số tới đâu là trúng tới đó nha mấy chị. Không trúng nhiều thì cũng trúng ít, không trúng ít thì trúng độc đắc nha. Không có là bó tay luôn rồi chị Quang Ngôn. Không có là ngồi đó nhìn luôn. Không có thì không thay đổi được cuộc sống đâu, ngồi nhìn luôn. 150.000 mà chị kêu chị không có đồng nào là em thua luôn. Chị sống bằng niềm tin hả? 150.000 độ trợ cho mấy chị có tiền tài tài lộc, 150.000 nha. Cứ comment lại số điện thoại đi mấy chị ơi. Vì em không có còn hàng nhiều nên chị nào á muốn trúng số thì mấy chị cứ comment lại số điện thoại thì nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Số lượng có hàng, không có hàng nhiều đâu. Mình muốn trúng số, mình đã đang khổ, mình đã đang nợ nần, bây giờ mình không giúp mình là sẽ không có ai giúp mình đâu nha mấy chị ơi. Đây là cơ hội để cho mấy chị thỉnh dầu vàng nha. Nhanh tay lên thỉnh dầu vàng này về để độ trợ cho mình trúng số. Cứ comment lại số điện thoại. Tiếc lắm em ơi, vậy chị ơi, chị hằng ngày chị ăn cơm mặn gì chị. 150.000 là giá trợ thỉnh trên live này nha mấy chị ơi. Cứ comment lại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị liền nha. Số lượng có hàng, không có hàng nhiều nha mấy chị ơi. Comment nhanh tay lên để được chốt đơn nha mấy chị. 150.000 độ trợ cho mình trúng số độc đắc, độ trợ cho mình về tất cả, nói chuyện tới đâu là chồng nghe tới đó luôn nha mấy chị ơi. Inbox đi nha. Sùng thì cự hồi trưa như em thấy chị nhắn tin bên cho quản lý em chốt đơn cho chị rồi mà. Nói đi. 150.000 một chai nha mấy chị ơi. Comment lại nhanh tay lên để được thỉnh chai dầu vàng này về nha. Em nói thiệt với mấy chị á, là linh thiêng cực kỳ, sử dụng trong vòng 7 ngày thôi là đã có hiệu nghiệm. 150.000 một chai, còn có 10 chai em ưu tiên cho 10 người nào. Comment nhanh nhất để lại số điện thoại trên live này, là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị liền nha. Chia sẻ like ra khi mà đặt hàng, em sẽ tặng cho một cái dòng trúng số 550.000 cho mấy chị ơi. Số lượng có hạn nha, là giá trợ thỉnh trên live này chỉ có 150.000 thôi. Khi mình sử dụng nó sẽ mang lại tiền cho mình, mang lại đồng ngân cho mình, giúp cho mình có tiền, giúp cho mình làm ăn thuận lợi, giúp cho mình á kiểu như tiền bạc lúc nào cũng đầy túi hết. Không bao giờ mà kiểu sống mà là không có tiền hay là như thế này như thế kia là không bao giờ luôn nha. Vô duyên. Nay không đi học. À.
bà Tư đẩy con cái ghế vô, bà Tư con làm nó bị nè, đẩy ghế này vô. Đẩy vô. Không đi vô. Nó chịu đi hả? Ờ, nó đâu chịu đi đâu. Hello tất cả mọi người. Nè, cảm ơn. Thôi nhốt nó mãi nữa rồi. Đâu? À con lá hả? Ủa hết mua rồi, kêu Sơn trở về đi, bữa không nói rồi, con lá lên em tái lên ghế rồi tụi không nói. Đâu nó đâu rồi? Kêu kêu Sơn trở về đi. Còn không lo cho xuống phòng khách chơi đi. Kêu Cường lên đây đi. Hello tất cả mọi người. Trời, nhìn hôn như một thằng đàn ông đi chơi. Kiếm hello mọi người giùm mẹ cái ơi. Đi hello bán hàng kiếm tiền mua đồ chơi. Đi câu cá. Cho hello mọi người đi kìa. Con nhấc đầu quá. Trời. Kìa hello mọi người đi, cho mọi người vô mua hàng mới có tiền mua sổ. Để lên. Nhưng nó làm gì mà nhức đầu thì. Cô mẹ để vô. Hello tất cả mọi người. Con lá đái tùm lum tùm la. Mọi người ơi, mai nó quậy hộp anh hết gì hả mày? Có chở nó qua bằng vỏ không? Vỏ hả? Ờ, đi thả bụng đi. Chân nó chân mới, chân cũ vậy? Rồi cái chân mới đâu xong nè. Con muốn trúng số thỉnh cái gì hả? Thật sự bây giờ cô nói nha, cái đồ trúng số bên cô còn mà nó còn ít quá chứ nó không có còn nhiều. Cho chế ba im và mẹ lai chim. Cho nên nó là chỉ trong giới hạn bây giờ nha. Cô ưu tiên cho những ai muốn trúng số, những người mà đang nghèo khổ, những người mà đang không có nhà, hoặc là mình đang sống chung với những giống như là bà già chồng, bà già vợ mà khó chịu quá đi. Mình muốn mua một cái nhà riêng, con có nói má nha, má con đang lai chim nha. Bà già chồng mà khó chịu quá. Con có nói má nha, đang lai chim nha. Thì á, mình không thích sống chung với mấy bà già chồng, bà già vợ khó chịu quá, thì mình có thể mua phép bên cô để mà mình trúng số, để mình mua nhà, để mình khỏi phải ở chung với mấy bà già chồng nữa, mấy bạn hiểu không? Tại vì á, thông thường như Hương biết nha, có nhiều bà già chồng rất là khó khăn mà mình sống chung, tại vì khách của Hương qua tới nhà cũng nói là sống không có nổi. À, bà già chồng thế này, bà già chồng thế kia, tại vì á, con má này khó nói quá. Tại vì không có phải bà già chồng nào cũng biết điều như là bà già chồng của Hương, hiểu không? Gửi gì mà Tư? Cho anh hiện nay là cái này nha, cái này là giúp cho mình có tiền, mà giúp cho mình có tiền nhiều, giúp cho mình có tiền gọi là tiền tỷ luôn á. Thì đây, nếu mà không nhờ cái combo này thì Hương sẽ không bao giờ có được căn nhà đang ở 20 tỷ ngày hôm nay. Cũng nhờ có cái combo này, mấy bạn biết không, mình mới phải giống như là có tiền. Tại vì có combo này tạo nên cái đồng tiền, giữ tiền cho mình rất là nhiều. Và giá của cái combo này á là 900. Bây giờ trong cái livestream ngày hôm nay sẽ chợ cho mọi người là còn 200 ngàn. Và đặc biệt là Hương chỉ còn 20 combo thôi.
Thì đây chính là cái combo trúng số, là khách của Hương á là cũng thỉnh một trong những cái combo này về. Và khách Hương trúng số nhưng mà tại vì do cái số lượng có hạn, cho nên bây giờ trong livestream ngày hôm nay ưu tiên nha. Ai đặt nhanh tay comment nha, cái này gọi là combo trúng số. Một combo như vậy là 200 ngàn. Trời đất ơi là trời á trời. Vừa trúng số. Ủa mày hỏi có ai nằm trong đất Hồ Xuân không vậy mày? Tao thấy không có ai cả. Tao mới vô á. Một cái combo trúng số như vậy thì giá là 200 ngàn. Mở cái này đến Hồ Sơn không? Nhưng mà giúp cho mình nha, có tiền và giúp cho mình giữ tiền đồng thời. Ai muốn trúng độc đắc là phải thỉnh combo này. Một cái combo này thỉnh về mấy chị chỉ cần để trong cái bóp của mấy chị, đồng thời tiền bạc nó sẽ kéo về. Một combo như vậy là 200 ngàn. Bé đập đầu bởi đầu vô cái gì bây giờ. Không, bây giờ không có nhiều đâu. Ai đặt thì nhanh tay comment nha. Một cái combo như vậy nè là giá là 200 ngàn. Combo trúng số và đặc biệt. Ủi chưa? Trời ơi, bà Tư ủi rồi, hết sao cái quần nó nhăn vậy? Không có, tại cái quần nó yếu nè. Ủi không được hả? Nó kiểu nè. Nó kiểu. Đâu đâu, tôi đem cho con coi, nó bị nhăn mà. Đâu đâu, đưa cho con mượn. Chết bà đâu có đủ đâu mày. Dạ. Bà Tư ơi, mở máy lạnh cho con đi bà Tư. Thôi máy vú mở cho con cũng được. Một cái combo trúng số giá là 200 ngàn mà Hương dám cam đoan luôn. Ai mà thỉnh cái này về mà không trúng số là kiếm Hương, Hương gửi cho tiền tỷ để xài. Nhưng mà Hương nói trước nha, tại vì do là hàng không có nhiều thì chỉ ưu tiên được cho những ai đặt trong livestream thôi. Thì mọi người comment combo trúng số là nhân viên Hương sẽ gọi cho mọi người liền nha. Giá của cái combo này là 200 ngàn và đặc biệt các bạn có biết không, cái combo này là trúng số nè, cho mình vận may nè. Nhưng mà trúng số ở đây là trúng số đặc biệt nha, chứ không có trúng số bình thường là không cho thỉnh combo này. Và combo này chỉ ưu tiên cho những người khổ thôi, những người mà đang khổ quá, những người mà đang không có nhà cửa, những người mà làm hoài không có dư, những người mà kiểu giống như là mình tiền bạc không có thì Hương mới cho thỉnh nha. Một combo này 700 trợ giá cho mấy bạn là còn 200 nghìn một combo. Ai thỉnh thì mình nhanh tay comment số điện thoại, nhân viên Hương sẽ gọi chốt nha. Khi mình thỉnh về mình chỉ việc để trong ốp điện thoại nè, để trong bóp của mình nè, thì tự động á sẽ kéo cơ tiền về cho mình rất là nhiều luôn. Đặc biệt khách Hương khi mà thỉnh cái này về là người ta trúng là cỡ độc đắc mà trúng lần 8 tờ, 4 tờ. Và đặc biệt nha, một combo như vậy nha. Một combo như vậy làm sao? Một combo như vậy á thì giá đó là chỉ có 200 ngàn. Nhưng mà đặc biệt á, khách của Hương á là ai khổ Hương mới cho thỉnh. Tại vì cho là thầy làm về cái này không có nhiều, cho nên mấy bạn cũng thông cảm giùm Hương nha. À, ai cần thì mấy bạn chia sẻ, nhấn livestream chia sẻ giùm Hương đi. Mấy bạn chia sẻ livestream ra để mà cho nó được nha. Một combo như vậy nè là dám cam đoan với mọi người. Mọi người trúng sẽ từ 1 tờ độc đắc cho tới 8 tờ độc đắc. Tại vì khách của Hương trúng tối đa được 8 tờ rồi. Một chút nữa tắt like, Hương sẽ post cái clip của cái chị mà trúng 2 tờ độc đắc lên cho mọi người coi nha. Chị đó trúng độc đắc nè. Và đặc biệt nha, cái lượng khách kéo về rất nhiều là do họ thỉnh cái này. Thì đây là cái combo mà Hương dành cho những người khổ. Còn những ai mà giàu có này kia thì mình không cho thỉnh nha. Ờ, bé Chip đang ở cái bên. Nè Chip, người ta kiếm con kìa. Hello mọi người, cái này là mẹ Hương. Mày với mẹ anh chưa? Hello mọi người. Hello mọi người đây. Hello mọi người. Trời đất ơi trời, ai du duyên? Ai du duyên? Con lùng. Lùng á tử. Nè mọi người coi cái mặt Chip bị mũi chích nè. Nè mắt đó nè. Chu mỏ lên. Nghiêng mặt qua. Bên này. Hôn gái. Rồi mà ngày mai con đi câu con gì đó mọi người nghe coi. Câu con cá. Câu với ai? Câu với ba của mẹ. Rồi giờ nói mọi người nghe nha, con nói đi, hello mọi người. Rồi ba con tên gì nói cho mọi người nghe đi, ba con tên gì nói đi, mày dắt đi con cá. Ba con tên gì? Con Chip nó ngủ rồi mọi người ơi. Ba con tên gì? Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là ba. Mẹ con tên là ba là cái gì? Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là ba. Mẹ gì?
Mẹ tên là mẹ gì? Mẹ mua mì hả? Mẹ mua mì đúng rồi, rồi còn ba. Mẹ mua mì ba kiều quá hả? Ba tên gì? Mẹ ba khùng quá à. Mẹ mua mì rồi ba khùng quá à. Trời đất ơi là trời. Còn em con tên gì? Em con tên là khùng quá à. Không nói tao khùng. Em con tên là khùng. Em con tên gì? Nói. Nhanh lên. Em con tên là khùng. Em con tên gì? Chọc lét á, em con tên gì? Đẹp. Ba con tên gì? Ba con tên là đẹp. Ba gì? Ba Daddy. Ba Daddy con tên gì á? Ba gì? Ba Phúc. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là mẹ. Mẹ gì? Mẹ. Mẹ gì? Mẹ gì nói đi mẹ hồi mày chọc lé á mẹ gì? Mẹ. Mẹ tên gì á? Mẹ tên là mẹ gì con hay kêu mẹ gì? Mẹ. Ông ngoại tên gì? À, còn con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con nói đi, con nói đi rồi mày lầm. Con tên gì? Con chip. Con chip. Chui chui chui. Combo trúng số giá 200.000 nha mọi người. Combo trúng số thì giá là 200.000. Ai đặt thì vui lòng comment số điện thoại nha. Rồi bắt đầu bên Hương nhân viên sẽ gọi chốt cho mọi người nha. Cái gì vậy chiếc bà? Bà Vũ hình như ở bếp này muỗi nhiều lắm á bà Vũ. Muỗi á. Sao muỗi quá ta? Có chuyện té đập đầu bể đầu đó. Cây. Trời ơi. Ủa mày mày combo này dưới hết luôn rồi. Dạ còn 17 combo. Uống vừa không? Uống vừa. Dạ còn 17 combo, chị nào đặt thì cứ để lại số điện thoại nha. Nhân viên bên em chốt cho mấy chị nha. Một combo trúng số như vậy là 200.000 nha mấy chị. Mấy chị đặt thì chia sẻ like ra đi. Rồi khi mà đặt hàng em sẽ tặng cho một cái dòng trúng số 550 nữa nha. Khi mấy bạn thỉnh cái này về đó là mấy bạn đừng hỏi tại sao mình dư nhà cửa hay là trúng số nha. Tại vì đây là combo giữ tiền có ship nước ngoài luôn. Combo này nè vừa giữ tiền vừa giúp cho mình trúng số mà trúng đặc biệt luôn chứ không phải trúng thường nữa. Một cái combo như vậy là 700 nhưng mà trong livestream này Hương giảm là chỉ còn có 200.000 thôi. Khách bữa khách thỉnh thì chúng 8 thì số luôn nha. Dạ nhớ. Một combo là 200.000 nha mấy chị ơi, nhanh tay comment lại số điện thoại để được nhân viên bên em chốt đơn cho mấy chị nha. Số lượng có hạn nha, tại vì em còn bên này là chỉ còn 17 combo thôi. Mà combo này là khách bên em trúng số gần gần luôn đó mấy chị. Mọi người chia sẻ livestream cho Hương đi. Chị nào đặt cứ để lại số điện thoại cho em nha. Rồi nhân viên bên em điện thoại chốt cho mấy chị nha. Một người là em chỉ cho thỉnh một combo thôi nha. Tại vì không có còn nhiều, còn đúng 17 combo thôi nha mấy chị ơi. Mà giá chờ thỉnh trên live này chỉ có là 200.000 thôi nha mấy chị. Số điện thoại đó là giả mạo nha Mimi. 0936. Phải số của mình không? Dạ. 0945. Khoan coi là hình như chiếc gà nha, chiếc gà gà dạ, chiếc. Đừng có bấm. 0936. 905. Không phải số bên em nha chị ơi, số đó là số giả mạo đó mấy chị. Ê đúng rồi số bên em nha mấy chị. 905. Ờ đúng rồi số bên em. Số là số bình thường nha. Mọi người coi trên cái ảnh bìa của Hương đó, nó có tất cả số điện thoại nè, ảnh bìa đó, ảnh bìa của cái Facebook đang like đó. Rồi nó có tất cả số điện thoại của bên Hương nè, mọi người coi đây sẽ không sợ giả mạo. Em chỉ còn đúng 17 combo thôi nha mấy chị ơi, mà combo này em nói thiệt với mấy chị thỉnh về là chỉ có trúng số thôi, một combo chỉ có 200.000 thôi nha mấy chị. Cứ comment lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Trời ơi, kéo áo thấy người ta thấy vú. Kéo áo người ta thấy vú, cái trăm người đang coi đó. Thấy vú bé mày. Thấy vú bé mày luôn. Mì mì, số đó là số bên cô, con coi trên cái ảnh bìa đi. Chốt ở đó là không sợ giả mạo đâu. Mấy chị ơi, chia sẻ like nha. Khi mà đặt hàng, chốt hàng em sẽ tặng cho mấy chị một cái dòng trúng số 550 nha mấy chị. Một combo này là combo trúng số, mấy chị thỉnh về là chỉ có trúng số độc đắc thôi nha. Một combo là 200.000 nha mấy chị ơi, là giá chợ thỉnh trên like này nha. Comment lại số điện thoại mới được chốt đơn nha mấy chị ơi. Comment nhanh tay lên tại vì còn có 17 combo ra hết hàng rồi nha mấy chị. Sao nghe quá vậy? Phí xếp đồng giá bên em là 50.000 nha mấy chị ơi.
cứ comment là số điện thoại là nhân viên bên em chốt đơn cho mấy chị nha, là giá chợ thỉnh trên like này chỉ có 200.000 thôi nha mấy chị ơi. Còn 17 combo nha, nhanh tay comment là số điện thoại nha mấy chị. Ông dữ rồi. Đúng rồi, để trong bóp nha. Combo này em chỉ cho thỉnh một người, thỉnh một combo thôi. Mày đưa tay đi. Mà hư quá. Thôi rồi, mày làm gì hơn? Kéo dầu ra. Đi đít. Một combo là 200.000 nha mấy chị ơi. Đặt về mình tỉnh mít về mình để trong bóp của mình nha mấy chị. Trong vòng 7 ngày sử dụng thôi là đã có hiệu nghiệm rồi nha mấy chị ơi. Một combo là 200.000 là giá chợ thỉnh trên like này nha. Mấy chị ơi cứ comment lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Số lượng có hạn tại vì em còn có 17 combo thôi nha mấy chị ơi. À mấy chị, một combo như vậy nè mấy chị là 200.000 nha. Thỉnh về là sẽ trúng số. Chị nào mà có hay mua giấy số hay là đang chơi số rồi đó, thỉnh một combo này về để trong bóp là sẽ trúng số nha. Một combo như vậy là 200.000 nha mấy chị ơi. Em còn 17 combo ưu tiên cho 17 người nào. Để là số điện thoại nhân trên đây là nhân viên bên em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. Cứ comment lại đi là bên em sẽ gọi chốt đơn cho mấy chị. Mấy chị ơi khi nhận hàng nhớ kiểm tra hàng giúp em nha. Phí ship đồng giá bên em là 50.000 nha mấy chị. Comment lại nhanh tay lên, em ưu tiên cho 17 người nha. Hết hàng rồi mấy chị ơi, không còn hàng gì tại vì combo này là điện thoại bên em khách thỉnh về trúng số quá trời luôn. Nên bây giờ còn đúng 17 combo tại vì khách qua nhà gom hết combo rồi mấy chị. Làm trà tắc kêu tiếng không hả Thư? Thẻ đập đầu. Ở nước ngoài thì liên hệ với số điện thoại 0933373831 là số Zalo của cô, hoặc là cần đâm cái đẩy đó vô điện thoại cho cô nha. 0933373831 0933373831. Đâu không khóc nha. Có gì inbox đi nha Quỳnh Phương ơi. Còn trên cái like này á là giá chợ thỉnh cái combo trúng số này chỉ có 200.000 thôi nha mấy chị. Đâu ơi mỉ. Comment lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị. Cứ comment lại số điện thoại đi tại vì em ưu tiên cho 17 người nào mà đang khó khăn, đang không trúng số mua số hoặc không trúng đó mình thỉnh cái combo này về để trong bóp cho em là tự nhiên trúng rồi nha mấy chị ơi. Em nói với mấy chị người ta lừa thì lừa nhiều chứ không có ai lừa mấy chị 200.000 đâu nha. Một combo như vậy nè mấy chị sử dụng á là trong vòng 7 ngày thôi là đã có hiệu nghiệm rồi nha. Nếu như không có hiệu nghiệm thì mấy chị cứ lại kiếm cô Hương nha. Em còn 17 combo nên nhanh tay comment là số điện thoại cho em nha mấy chị ơi. Này là còn không? Dạ còn 7 combo á con. Trả lại mẹ, trả lì mai đi con. Đây đây khám răng nè. Bỏ vô đây mấy cái đó là đây khám răng. Không bỏ vô đây nè, thôi không được chưa. Cứ comment lại số điện thoại đi nha mấy chị ơi là sẽ được chốt luôn. Tại vì một combo này chỉ có 200.000, mấy chị mà thỉnh về để trong bóp là tự nhiên trúng số nha mấy chị ơi. Có 200.000 thôi nha mấy chị ơi. Còn Haru này hên lắm nè, Hương luôn để trong bóp của Hương. Nhưng mà không biết để Hương coi còn hàng không, mày nói đi mày. Cầm nói đi. Không biết còn hàng để Hương coi đâu. Dạ ông thần Haru này thì là còn 7 ông nha mấy chị ơi. Ông thần Haru này á em nói thiệt với mấy chị á, thỉnh về ông kéo tiền kéo tài kéo lộc độ cho mấy chị có tiền tài tài lộc. Chị nào đang bán hàng online làm bất động sản không có khách mình thỉnh ông thần Haru này về để mà ông độ cho mình có đơn khách có tiền tài tài lộc vô với mình nha mấy chị ơi. Một ông thần Haru như vậy là giá chờ thỉnh trên like á là chỉ có 150 thôi nha mấy chị. Cứ comment lại số điện thoại, ai đặt thì cứ để lại số điện thoại giùm em là thần và số điện thoại nha. Thần và số điện thoại là sẽ được chốt đơn, em ưu tiên cho 7 người nha. Ông thần này là huyền thoại bên em luôn mấy chị ơi. Ông thần này là độ cho mình về mọi mặt, độ về cho sức khỏe bình an, độ trợ cho mình có khách có tiền có tài có lộc luôn nha. Một ông như vậy là chỉ có 150 thôi nhưng mà em còn 7 ông nha. Em ưu tiên cho mấy cái chị nào mà đang khó khăn, đang nợ nần cả đống không trả, vô đường cùng luôn rồi. Để lại số điện thoại cho em, thần và số điện thoại thôi là sẽ được chốt đơn nha mấy chị ơi. 150 một ông thần như vậy nha. Mấy chị ơi thỉnh ông về là ông độ cho mình tiền tài tài lộc may mắn đến với mình nha mấy chị. Chỉ có 150 một ông thôi nhưng mà em còn đúng 7 ông thôi nha. Tại vì thần này về hiếm lắm mấy chị. Ông từ bên Thái về đây nè, chỉ có 7 ông mà thầy làm được có 7 ông thôi. Về đây cho mấy chị thỉnh nha. Còn 7 ông ưu tiên cho 7 chị nào đang khó khăn, đang không có tiền, đang không có lộc, mình thỉnh ông về để mà ông độ trợ cho mình nha mấy chị ơi. Comment lại số điện thoại nha, em ưu tiên cho 7 người nha.
Mấy chị nào đặt cứ để lại số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Lộc làm ăn hả chị ơi, chị đang làm ăn về, chị thỉnh ông về để độ trợ cho chị đi. Ông này là kéo tiền, kéo tài, kéo lộc lại cho mấy chị nha. Chỉ có 150 một ông thôi nha mấy chị. Chiếp trả mẹ lại ai vậy? Cầm nghiệp mặt vô. Trả mẹ. Một ông như vậy là 150 nha mấy chị ơi, độ trợ cho mình làm ăn thuận lợi về mọi công việc luôn nha mấy chị. Một ông như vậy là 150 mua tiền cho 7 chị nào đang khó khăn, 7 anh nào đang khó khăn, đang không có tiền, đang nợ nần. Thỉnh ông về để trong người hoặc là để trên bàn thờ là ông sẽ độ cho mình có tiền tài tài lộc nha mấy chị ơi. Ông Thần Haru này em nói thiệt là huyền thoại bên em luôn, chị chỉ có 150 một ông thôi nha. Mà còn có mấy ông mà mình dạ còn 7 ông. Người ta lấy rồi đâu ra được. Còn có 7 ông thôi thì ưu tiên cho 7 người nào đang cần thôi chứ giờ không còn nghe. Con có phép nè mọi người ơi. Con có phép hả? Phép gì? Ông Thần Haru. Con không. Con này nó gớt nè mẹ ơi. Con giữ đi không gớt rồi. Thần Haru. Cầm đi cầm gì nè em. Dạ còn có 7 ông thôi nha anh, chị nào đặt cứ để lại số điện thoại cho em. Em nói thiệt với mấy chị á, ông Thần Haru này là huyền thoại bên đi em ra, luôn. Đi ra, đi ra ngoài chơi, đi ngoài chơi cho mẹ like đi. Trời đất ơi là trời. 150 một ông nha mấy chị ơi, comment lại số điện thoại để nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị nha. Ông này là độ trợ cho mình về may mắn, tiền tài, tài lộc. Để ông thần tài được nè, để trong nhà mình được, để trên bàn thờ được, tránh nhà vệ sinh thôi, nơi nào cũng có thể để được. Ông thần này gọi là ông thần nuốt củ cải. Với những người mà không có củ cải, khi mà độ trợ ông thần này trong người đó, ông thần này sẽ nuốt củ cải, đem cái vận may, đem cái tài lộc của cải về cho mình. Mà ông này em chỉ còn có 7 ông mà em không có còn nhiều. Ủa, mấy chị giờ cứ comment là số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị liền. Vì còn 7 ông nên em ưu tiên cho 7 người nào giống như là không có củ cải, không có nhà cửa, thỉnh ông về để có nhà có cửa độ cho mình nha mấy chị ơi. Một ông như vậy chỉ có 150 thôi, nhưng mà là linh thiêng cực kỳ, chỉ có 150 một ông thôi nha. Comment lại số điện thoại đi để nhân viên bên em chốt cho mấy chị, vì còn 7 ông không có số lượng nhiều. Không biết con nói chừng nào cho uống á, thì lên lầu kêu Thảo lấy bình sữa nó lắc lên cho, tại nó dính lần cọn á, chứ nó sữa đó là sữa mới, nó không có tanh. Mấy chị nào đặt cứ để lại số điện thoại nha. Một ông như vậy chỉ có 150 thôi, để trong bóp ở shop vẫn được nha chị ơi. Chỉ có 150 một ông thôi. Thôi đi, đi lên mình đi. 150.000 một ông. Vũ lên lấy cái bình đó lầu. Nhưng mà em nói lại với mấy chị là lên đi cực kỳ nha. 150.000 một ông. Em không có còn nhiều. Chỉ còn 7 ông. Cứ còn mail là số điện thoại là nhân viên bên em điện thoại chốt đơn cho mấy chị. Ông này là linh thiêng bên em lắm mấy chị ơi. Có 7 ông thôi nha mấy chị ơi. Ông thần này là ông thần Haru. Ông thần nuốt củ cải cho mình. Mình đang không có củ cải, mình thỉnh ông thần Haru này về để mà độ trợ cho mình có củ cải nha. Độ trợ cho mình có tiền tài tài lộc nha mấy chị ơi. Chỉ có 150 một ông thôi, nhưng mà em ưu tiên cho 7 người. Cái gì vậy? Nói đi. Đi lên sân thượng nè. Đây. Lên sân thượng ra ngoài chỗ mày con âm lại đẹp. Đây. Cái gì vậy trời? Thôi để bác Tư làm đúng rồi. Con uống gì vậy? Chờ bác. Má. Má có lòng tụi bây không? Má tao rồi. Có lòng từ bi pha giùm con một ly. Comment lại số điện thoại nha mấy chị ơi, số lượng có hàng không có hàng nhiều đâu nha mấy chị. Ai thỉnh thì comment số điện thoại cho cô nha.